Trung Quốc đã hoàn thành tiêm chủng đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19 cho hơn 1,2 tỷ người, nhưng nước này lại đang ghi nhận một ổ dịch mới trong cộng đồng ở thành phố Tây An. Tính đến ngày 26 tháng 12, Trung Quốc ghi nhận 158 ca mắc COVID-19 mới, mức tăng cao nhất trong gần 2 năm qua. This is theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng lại tiếp tục tăng cao khi thành phố Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, đã bước vào ngày thứ tư bị phong tỏa khi có tới 485 trường hợp mắc COVID-19 trong thời gian từ ngày 9 đến ngày 25 tháng 12. Thành phố này đã áp dụng các biện pháp mạnh mẽ nhất có thể để kiềm chế sự bùng phát của dịch bệnh. Cư dân không được rời khỏi thành phố nếu như không có xác nhận của người sử dụng lao động hoặc chính quyền địa phương. Các cơ quan y tế công cộng cho đến nay vẫn chưa thể xác định chuỗi lây nhiễm rõ ràng đối với một số ca bệnh. Ngoài ra, tỉnh Vân Nam, miền Tây Nam Trung Quốc cũng vừa yêu cầu các công ty lữ hành dừng các tour du lịch liên tỉnh sau khi phát hiện 4 trường hợp mắc Covid-19 ở thủ phủ Côn Minh. Trang trí cây thông Noel vào trong nhà vào dịp Giáng sinh là một truyền thống của những người theo đạo Thiên Chúa ở các quốc gia trên thế giới, trong đó có Cộng hòa Séc. Các cây thông Noel trở nên lung linh, màu sắc hơn khi được trang trí bởi các bóng đèn màu đèn nháy. Tuy nhiên đây cũng là nguy cơ tiềm ẩn cho các vụ hỏa hoạn vào dịp lễ đặc biệt này. Theo thống kê của lực lượng cứu hỏa tại Cộng hòa Séc, trong dịp Giáng sinh năm nay, lực lượng này đã ghi nhận gần 50 vụ hỏa hoạn, trong đó có nhiều vụ liên quan đến đèn trang trí cây thông Noel và tháp nến Giáng sinh, bắt nguồn do tia lửa điện từ đèn trang trí. So với năm ngoái, dù không gây ra trường hợp tử vong nào, nhưng số người bị thương trong các vụ hỏa hoạn trong ngày giáng sinh năm nay đã tăng lên đáng kể với 21 người bị thương. Vào năm ngoái, chỉ có 4 trường hợp bị thương nhưng lại có một người tử vong. Tương tự nhiều quốc gia khác trên thế giới, năm nay, Cộng hòa Séc đã tiếp tục phải đón ngày giáng sinh trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, so với năm ngoái, các quy định phòng dịch đã được nới lỏng đáng kể, trong đó bao gồm việc nâng giới hạn số người tham gia tại các nhà thờ và các dịch vụ vào lúc nửa đêm Giáng sinh. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã bày tỏ lo ngại về tiền kỹ thuật số, đặc biệt là khi thị trường mới này đang phát triển với tốc độ nhanh và chưa có các quy định quản lý phù hợp và kịp thời. Dữ liệu do IMF thu thập cho thấy là tổng giá trị thị trường của tất cả các tài sản kỹ thuật số đã vượt trên 2.000 tỷ đô la Mỹ tính đến tháng 9 năm 2021, tăng gấp 10 lần so với mức ghi nhận được hồi đầu năm 2020. imf đã bày tỏ quan ngại là ngày càng có nhiều nhà đầu tư và các tổ chức tài chính đang giao dịch bằng tiền kỹ thuật số loại tài sản này đang thiếu các quy định vận hành quản trị có rủi ro và có thể mở đường cho các hoạt động trái phép như rửa tiền hay tài trợ khủng bố fca cơ quan quản lý tài chính của vương quốc anh đã cảnh báo về mối liên hệ giữa phương tiện truyền thông xã hội và các khoản đầu tư tiền kỹ thuật số tiền điện tử thường được quảng cáo bên cạnh những bài đăng khoe lối sống hào nhoáng Điều này rất nguy hiểm cho những người trẻ tuổi. Số liệu do FCA công bố cho thấy, khoảng 2,3 triệu người tại Anh đang sở hữu tiền kỹ thuật số. 14% trong số đó sử dụng thẻ tín dụng để mua tiền kỹ thuật số. Theo IMF, các cơ quan quản lý quốc gia nên có hành động để có các quy tắc chung trên toàn cầu, tăng cường giám sát xuyên biên giới, vì đây là một lĩnh vực mới nên cần phải thúc đẩy việc tiêu chuẩn hóa dữ liệu. Theo giới quan sát, không phải cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ lớn, cũng không phải là tiền điện tử Bitcoin, mà loại tài sản có bức tăng vượt trội hơn cả trên thị trường trong năm qua, lại là rượu Vintage Champagne, loại rượu sâm panh cổ điển có xuất xứ từ miền Đông Bắc Pháp và được ủ từ một vụ nho nhất định, không pha trộn và thường chỉ được sản xuất 3-4 lần trong mỗi thập kỷ. Số liệu từ Live công ty điều hành nền tảng giao dịch trực tuyến, bao gồm các chỉ số về đồ uống, đã cho thấy rượu sâm panh cổ điển chiếm 15 vị trí trong số 20 tài sản có mức tăng giá hàng đầu trên nền tảng này trong năm nay, dẫn đầu đa tăng là loại rượu cổ điển sâm panh của Salon Lemenin với mức tăng hơn 80%. Hiện loại rượu này đang được bán với giá khoảng 15.570 đô la một chai. Một loạt yếu tố thúc đẩy sự bùng nổ hoạt động kinh doanh rượu vang hào hạng gồm lãi suất thấp của các ngân hàng trung ương, mức tiết kiệm cao mà nhóm giàu có tích lũy được trong nhiều đợt đóng cửa để phòng dịch trên toàn cầu bên cạnh đó là sự tập trung ngày càng tăng vào các tài sản cứng khi nền kinh tế phải đối mặt với áp lực của lạm phát gia tăng